hãy nhấn like và share ở đây và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ kênh nhé. Vào những phút cuối cùng hiệp 1, sao trẻ Nghệ An đã nhận bóng từ đồng đội Diego Dalot và bằng pha hãm bóng đầy tinh tế, Rashford tiếp tục có cú sút làm ngỡ ngàng không chỉ thủ môn Brighton mà còn với bất cứ ai theo dõi tình huống này, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Đây cũng là pha ghi bàn thứ tư trong 4 trận liên tiếp của tiền đạo trẻ tính trên mặt trận Premier League. Ở tuổi 21 lẻ 80 ngày, Rashford là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử MU đạt được chiến tích ấn tượng này, cho thấy phong độ không thể ngăn chặn. Tính từ đầu mùa giải, Rashford đã có 8 bàn ở ngoại hạng Anh sau 20 trận ra sân. Đây là thành tích tốt nhất kể từ ngày sau trẻ ra mắt tại Manu, vượt qua con số 7 bàn trong 35 trận ở mùa giải năm ngoái. Đáng chú ý hơn, màn tiếp đón Brighton đánh dấu lần đầu xuất hiện thứ 150 của Rashford cho đội chủ sân Old Trafford. Cùng với tin vui thắng trận, Oliver Solskjaer cũng rất hài lòng khi trận đấu sau đó, Arsenal đã đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0. Cục diện trên bảng xếp hạng lúc này, MU và Arsenal đang bằng điểm nhau và chỉ kém The Blue 3 điểm. Dự báo, cuộc đua top 4 cực kỳ căng thẳng trong những vòng đấu phía trước. Quỷ đỏ đã có 6 chiến thắng tại ngoại hạng Anh kể từ khi Solskjaer được bổ nhiệm và Marcus Rashford lập công 4 trận liên tiếp, quả đúng là danh sư xuất cao đồ. Chelsea đã gia nhập cuộc đua giành chiếc ký của Philippe Coutinho. Câu lạc bộ thành London sẵn sàng trả 100 triệu bảng cho Barcelona để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao người Brazil. Vào tháng 1/2018, Coutinho đã hoàn thành giấc mơ chuyển tới Barca từ Liverpool theo bản hợp đồng trị giá 140 triệu bảng. Thế nhưng ở sân Nou Camp, ngôi sao người Brazil không thể được chân giá trị của mình. Phong độ của Coutinho chủ sụt và ở mùa giải này đã không chiếm được suất đá chính thường xuyên. Do đó có những tin đồn về việc Coutinho sẽ rời Barca vào mùa hè 2019. Manu là một trong những đội theo đuổi ngôi sao người Brazil. Mới đây Chelsea đã gia nhập đội ngũ cạnh tranh cho chiếc ký của Coutinho. The Blue đã liên hệ với Barca và đề nghị đội bóng xứ Catalan cập nhật cho họ về tình hình của Coutinho. Chelsea sẵn sàng dành 100 triệu bảng để chiêu mộ Coutinho. Thế nhưng về phía Coutinho, ngôi sao này đang quyết tâm xoay chuyển tình thế tại Barca. Anh yêu thích cuộc sống tại Tây Ban Nha và muốn tiếp tục gắn bó với sân Nou Camp. Nếu muốn tạo ra thương vụ bom tấn mang tên Coutinho, Chelsea phải thuyết phục được cá nhân cầu thủ 26 tuổi. Với Chelsea, câu lạc bộ này đang gặp khó khăn trong việc giữ chân ngôi sao số 1 Eden Hazard. Cầu thủ người Bỉ chưa chịu ký vào bản hợp đồng mới với Chelsea. Anh cũng nhiều lần úp mở về tương lai và chia sẻ sẽ đưa ra quyết định khi mùa 2018-2019 khép lại. Trên thị trường chuyển nhượng hiện nay, không cái tên nào hot bằng tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe của PSG. Ngôi sao lớn tương lai này đang là mục tiêu chinh phục của rất nhiều đội bóng lớn, giàu tiền lắm của, điển hình như Real Madrid. Trong bản tin thời sự bóng đá ngày 20 tháng 1, từ khóa Kylian Mbappe lại sáng nhất bởi anh vừa lập cú hat-trick cho màn vùi dập 9-0 của PSG trước nạn nhân Guingamp. Những kỷ lục ghi bàn của Mbappe cứ thế nối nhau xuất hiện, trở thành thứ thính hấp dẫn khó cưỡng giới săn đầu người. Ngay sau trận đấu, Mbappe chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi đã có một chiến thắng ấn tượng, toàn đội thi đấu thăng hoa vạn lý. Bây giờ tôi có lo lắng một chút về chấn thương của Marco Verratti, vì tôi hiểu anh ấy quan trọng như thế nào với đội bóng. Nhưng hãy tận hưởng cơn mưa bàn thắng này đi đã." Và ngay cả ngôi sao này cũng có những phát ngôn khá mập mờ kiểu như: "Ai mà biết trước được tương lai." Khi được hỏi về Real, mặc dù vẫn tỏ ra vô cùng hạnh phúc tại đội bóng đại gia PSG, nơi bản hợp đồng của hai bên còn có hiệu lực tới năm 2021. "Tôi đang cực kỳ hạnh phúc với những gì đã và đang làm được tại PSG. Tôi vẫn thuộc biên chế của đội bóng này trong 2 năm tới và tôi biết rằng bây giờ không phải lúc nghĩ tới những điều liên quan đến chuyện đi hay ở. Như mọi người đã biết đấy, trong bóng đá không ai biết chắc được tương lai." Thông điệp mập mờ của Mbappe là tín hiệu vui đối với Real Madrid bởi hai bên đang muốn thuộc về nhau như thế nào. Hồi tháng 7/2018, nhà vua của Champions League đã ngỏ ý muốn mua nhà vô địch World Cup 2018 với giá 270 triệu euro. Cầu thủ chạy cánh Malcolm, bản hợp đồng hớ của Barca nhiều khả năng sẽ che tay đội chủ sân Nou Camp để chuyển sang Trung Quốc thi đấu. Kỳ chuyển nhượng 2018, Barca đã thực hiện vụ lật kèo để cướp cầu thủ chạy cánh Malcolm từ Bordeaux ngay trước mũi AS Roma để có được sự phục vụ của cầu thủ người Brazil. Đội bóng xứ Catalan phải chi ra khoản tiền 41 triệu euro. Tuy nhiên, Malcolm đã không thể cạnh tranh được vị trí tại sân Nou Camp và mới có 6 trận ra sân từ đầu mùa. Theo khẳng định của huấn luyện viên Ernesto Valverde, Malcolm không nằm trong kế hoạch của ông. Thậm chí hai trận đấu gần nhất của Barca gặp Eibar tại La Liga và Levante tại cúp nhà vua Tây Ban Nha, Malcolm còn không được đăng ký thi đấu. Chính điều này buộc ban lãnh đạo đội bóng phải có những động thái nhằm tống khứ bản hợp đồng hớ này. Cá nhân Malcolm khẳng định muốn tiếp tục ở lại Barca để khẳng định bản thân, tìm kiếm vị trí trong đội hình. Cầu thủ người Brazil đã từ chối chuyển sang Everton theo dạng cho mượn hồi cuối tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, Malcolm buộc phải có những tính toán nhằm cứu vớt sự nghiệp bi đát của mình. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Malcolm đang nghiêm túc xem xét từ lời đề nghị tới từ Guangzhou Evergrande, ông lớn của bóng đá Trung Quốc. Được viết, Guangzhou Evergrande sẵn sàng chi ra khoản tiền hơn 60 triệu euro để giải cứu Malcolm khỏi sân Nou Camp ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Mức phí 60 triệu euro rõ ràng là khoản hời quá lớn đối với Barca,
khi trước đó họ chỉ tốn 41 triệu euro để có sự phục vụ của Malcolm. Trong trường hợp Barca không sẵn sàng bán đứt Malcolm, Guangzhou Evergrande chấp nhận chi 10 triệu euro để mượn cầu thủ sinh năm 1997 cho phần còn lại của mùa giải. Nếu có ai đó đang lo lắng cho cuộc sống của Jose Mourinho sau khi bị Manu sa thải thì hãy yên tâm, ông đang rất ổn và cũng chẳng sợ thất nghiệp khi lờ mờ đến tới top. Xuất hiện trên sóng truyền hình để bình luận cho trận đấu giữa Arsenal và Chelsea, Mourinho đã không ngần ngại tiết lộ quãng thời gian vừa qua của ông. Tôi hạnh phúc với 3 tuần vừa qua, tôi hạnh phúc với những trải nghiệm này và tôi sẽ có những trải nghiệm khác mà bình thường tôi chưa bao giờ có. Nhưng tôi biết bản thân mình và cũng biết rằng đến cuối tháng 3 tôi sẽ gặp khó khăn với hạnh phúc của mình. Tôi sẽ xem xét mọi thứ, tôi vừa từ chối 3 lời đề nghị bởi vì tôi cảm thấy đó không phải là thứ mình muốn. Tôi sẽ bình tĩnh, càng có nhiều thời gian tôi càng chuẩn bị tốt hơn. Điểm đến tiếp theo là thứ khiến tôi hạnh phúc. Nói về những ngày cuối ở Old Trafford, Mourinho tỏ ra không hề hài lòng với ban lãnh đạo MU khi đưa ra sự so sánh với những người đồng cấp khác. Rất phức tạp khi làm huấn luyện viên và tôi không chỉ tập trung vào bóng đá, tôi còn phải tập trung trong tương lai. Tôi nghĩ tương lai cần được chuẩn bị với các nguyên tắc, điều đó quan trọng hơn như một trận đấu mà bạn xem rồi bàn tán. Điều quan trọng hơn cả là văn hóa bạn mang đến đội bóng, các quy tắc, vì thế nó phức tạp hơn đôi chút. Hãy nhìn vào Man City, trong mùa đầu tiên, Pep Guardiola không thể vô địch, mọi chuyện rất khó khăn và mọi người trông đợi nhiều hơn. Họ từng vô địch với Roberto Mancini và Manuel Pellegrini. Một vài cầu thủ cũng vô địch hai lần như Sergio Aguero và Vincent Kompany. Từ mùa 1 tới mùa 2, Pep đã có những quyết định và những quyết định đó được ủng hộ. Ví dụ ông ấy muốn Zabaleta hay Sana ở cánh phải, hay Korolev và Nichi ở hướng đối diện. Chỉ trong một mùa hè, Pep đã bán đi 4 hậu vệ và mua 4 hậu vệ mới. Ông ấy có Walker, Danilo, Mendy và một người nữa, ông ấy được ủng hộ. Ở Liverpool, có bao nhiêu cầu thủ hiện tại đã ở đây từ trước khi Klopp đến? Không có Alisson, không có Van Dijk, không Robertson, không Salah, không Firmino, không Mane, không Fabinho, không Wijnaldum, không Keita. Do đó, đấy là vấn đề chiều sâu của đội hình. Khi tôi nói về khả năng lãnh đạo liên quan tới các vấn đề của đội bóng, thì nó không chỉ là việc lãnh đạo, nó còn là tất cả mọi thứ, ngay cả những ý tưởng trong bóng đá. Nếu bạn là huấn luyện viên và có quyền chọn cầu thủ mình muốn để theo đuổi thử bóng đá mình muốn, thì đó là một chuyện. Chuyện khác là bạn không có quyền làm thế. Mourinho cũng chia sẻ về thái độ của các cầu thủ hiện tại. Ông cho biết, khi tôi huấn luyện trên sân cỏ, tôi muốn được tự do bởi vì tôi đang ở nhà của mình. Tôi muốn được chỉ trích ở mọi nơi. Có một cầu thủ đã đến gặp tôi, anh ấy lịch sự nói, làm ơn hãy chỉ trích tôi ở nơi riêng tư. Tôi hỏi tại sao và anh ấy nói, bởi vì đó là danh dự của tôi trước những cầu thủ khác. Khi ông chỉ trích tôi cảm thấy không thoải mái. Anh ấy là một trong cầu thủ hàng đầu của thế hệ của mình. Nhưng ngày nay, bạn phải vô cùng thông minh với cách đọc cầu thủ cũng như cá tính của họ. Vào đêm qua ngày 19 tháng 1, loạt trận ở vòng 23 Ngoại hạng Anh đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Dưới đây là 9 điều thú vị không phải ai cũng để ý. Pogba ăn mừng theo phong cách ru con. Manu đã có chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên một đấu trường dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Và Paul Pogba chính là một mắt xích quan trọng trong thành công cho tới lúc này của Quỷ Đỏ. Ở thắng lợi 2-1 trước Brighton đêm qua, ngôi sao người Pháp là người mở tỷ số với cú sút penalty thành công ở phút thứ 27. Đáng chú ý sau khi lập công, Pogba đã ăn mừng theo kiểu ru con nổi tiếng. Cách đây không lâu, cô bạn gái Maria Salles đã sinh hạ cho cựu tiền vệ Juventus đứa con đầu lòng và đó có thể là lý do anh thể kiểu ăn mừng độc đáo. Salah bị cáo buộc ăn vạ. Thêm một lần nữa, Salah vướng vào tranh cãi ăn vạ. Tiền đạo người Ai Cập bị cáo buộc thường xuyên ngã vừa trắng trợn và những điều tiếng bắt đầu bám theo anh. Ở chiến thắng 4-3 của Liverpool trước Crystal Palace, Salah đã liên quan vào một tình huống va chạm trong vòng cấm và ngã nhào ra một cách bất thường. Hậu vệ Mamadou Sakho đã vung chân vào Salah trước khi chân sút phía Liverpool lăn xuống đất. Theo quan sát, tiền vệ Luka Milivojevic đã hét vào mặt Salah sau pha bóng này vì cho rằng cầu thủ người Ai Cập cố tình ăn vạ hòng kiếm phạt đền. Cột mốc mới cho Salah. Kể từ khi gia nhập Liverpool, Salah là nỗi ác mộng cho hàng thủ đối phương và trở thành một trong cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất làng tú cầu. Số bàn thắng ghi được tại Premier League là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Theo đó, Salah đã bỏ túi 50 bàn chỉ sau 72 trận ở sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Chỉ có 3 cầu thủ làm được điều này với số lần ra sân ít hơn Salah gồm Andy Cole, 65 bàn thắng, Alan Shearer và Ruud van Nistelrooy. Còn đâu đã diễn cho cầu thủ người Anh? Có rất nhiều ngôi sao đình đám hiện diện ở Emirates đêm qua, từ Nacarez, Aubameyang cho đến Eden Hazard. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng không có cầu thủ người Anh nào đá chính. Đây là lần đầu tiên không có cầu thủ Anh nào đá chính ở một trận cầu tại Premier League giữa Arsenal và Chelsea. Vấn nạn sút xa của Chelsea. Trên các trang mạng xã hội, fan Chelsea tỏ ra mệt mỏi khi các cầu thủ đội nhà liên tục sút xa. Cú ra chân của William trong hiệp 2 đã cho thấy tại sao người hâm mộ The Blue lại khó chịu đến thế. Tuyển thủ Brazil di chuyển vào trong khu vực cấm địa trước khi sút trúng một cầu thủ Arsenal đưa bóng ra biên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và chia sẻ để mọi người cùng xem. Và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các thông tin mới nhất nhé.